văn bản Chuyện cổ tích về loài người, Xuân Quỳnh. Trời sinh ra trước nhất chỉ toàn là trẻ con, trên trái đất trụi trần không dán cây ngọn cỏ. Mặt trời cũng chưa có, chỉ toàn là bóng đêm, không khí chỉ màu đen chưa có màu sắc khác. Mắt trẻ con sáng lắm nhưng chưa thấy gì đâu, mặt trời mới nhô cao cho trẻ con nhìn rõ. Màu xanh bắt đầu cỏ, màu xanh bắt đầu cây. Cây cao bằng gang tay, lá cỏ bằng sợi tóc. Cái hoa bằng cái cúc, màu đỏ làm ra hoa. Chim bấy giờ sinh ra, cho trẻ nghe tiếng hót. Tiếng hót trong bằng nước, tiếng hót cao bằng mây. Những làn gió thơ ngây, truyền âm thanh đi khắp. Muốn trẻ con được tắm, sông bắt đầu làm sông. Sông cần đến mênh mông, biển có từ thuở đó. Biển thì sinh ý nghĩ, biển sinh cá sinh tôm, biển sinh những cánh bờm cho trẻ con đi khắp. Đám mây cho bóng rợp, trời nắng mây theo che. Khi trẻ con tập đi, đường có từ ngày đó. Nhưng còn cần cho trẻ tình yêu và lời ru, cho nên mẹ sinh ra để bế bồng chăm sóc. Mẹ mang về tiếng hát, từ cái bóng cái ban, từ cái hoa rất thơm, từ cánh cò rất trắng. Từ vị gừng rất đắng, từ vết lắm chưa khô, từ đầu nguồn cơn mưa, từ bãi sông cát vắng. Biết trẻ con khao khát, chuyện ngày xưa ngày sau, không hiểu là từ đâu mà bà về ở đó. Kể cho bao chuyện cổ, chuyện con cóc nàng tiên, chuyện cô tắm ở hiền, thằng Lý Thông ở ác. Mái tóc bà thì bạc, con mắt bà thì vui, bà kể đến suốt đời cũng không sao hết chuyện. Muốn cho trẻ hiểu biết, thế là bố sinh ra. Bố bảo cho biết quen, bố dạy cho biết nghĩ. Rộng lắm là mặt bể, dài là con đường đi. Núi thì xa, xanh và xa, hình tròn là trái đất. Chữ bắt đầu có trước, rồi có ghế có bàn, rồi có lớp có trường, và sinh ra thầy giáo. Cái bảng bằng cái chiếu, cục phấn từ đá ra, thầy viết chữ thật to, chuyện loài người trước nhất. Xuân Quỳnh, lời ru trên mặt đất, nhà xuất bản tác phẩm mới Hà Nội năm 1978. Trang 49 đến trang 52. Như vậy thì các em vừa đọc bài thơ Chuyện cổ tích về loài người. Và ở trong cái phần đọc văn bản này có những cái câu hỏi, và các em sẽ cùng xem gợi ý và trả lời câu hỏi trong bài đọc như sau. 1. Theo dõi số tiếng trong một bài thơ. Thì một dòng thơ có 5 tiếng. 2. Hình dung hình ảnh trái đất khi trẻ con được sinh ra. Trên trái đất thì trần trụi, không dán cây ngọn cỏ. Mặt trời cũng chưa có, chỉ toàn là bóng đêm. Không khí chỉ màu đen, chưa có màu sắc khác. 3. Hình dung sự thay đổi của trái đất sau khi trẻ con được sinh ra và miêu tả của nhà thơ. Mặt trời nhô cao, màu xanh cỏ cây bắt đầu có. Cây cao bằng gang tay, có lá và cỏ và hoa, hoa có màu đỏ. Chim bấy giờ sinh ra, có tiếng hót của chim trong và cao. Có gió truyền âm thanh, có sông, có biển. Biển sinh ý nghĩ cá tôm, những cánh bồm, đám mây cho bóng rợp, có đường cho trẻ tập đi. 4. Theo dõi các nhân vật sự việc được kể trong bài thơ. Các nhân vật là mẹ, bà, bố, thầy giáo. Các sự việc là cái bóng, cái ban, cái hoa, cánh cò, vị rừng, vết lắm, đầu nguồn cơn mưa, bãi sông cát vắng. 5. Hình dung sự chăm sóc yêu thương của mẹ dành cho con. Mẹ cho con tình yêu và lời ru, mẹ bế bồng chăm sóc. 6. Hình dung hình ảnh bà kể chuyện và thế giới trong những câu chuyện cổ bà kể. Chuyện con cóc nàng tiên, chuyện cô tắm ở hiền, thằng Lý Thông ở ác.
Mái tóc bà thì bạc, con mắt bà thì vui, bà kể đến suốt đời cũng không sao hết chuyện. 7. Hình dung sự yêu thương chăm sóc mà bố dành cho con. Muốn cho trẻ hiểu biết, thế là bố sinh ra, bố bảo cho biết ngoan, bố dạy cho biết nghĩ. 8. Hình dung khung cảnh mái trường thân yêu. Có lớp, có bàn, có thầy giáo, có cái bảng bằng cái chiếu, cục phấn từ đá. Tiếp theo là phần sau khi đọc. Xuân Quỳnh sinh năm 1942, mất năm 1988, quê ở Hà Nội. Truyện và thơ viết cho thiếu nhi của bà tràn đầy tình yêu thương, trìu mến, có hình thức giản dị, ngôn ngữ trong trẻo phù hợp với cách cảm, cách nghĩ của trẻ em. Phần lớn những tác phẩm ấy đã được tập hợp trong các cuốn Lời ru trên mặt đất, Bầu trời trong quả trứng, Bến tàu trong thành phố. Trả lời câu hỏi 1. Em hãy nêu những căn cứ để xác định chuyện cổ tích về loài người là một bài thơ. Chuyện cổ tích về loài người là một bài thơ vì những lý do sau. Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn, năm chữ. Bài thơ có sử dụng những biện pháp tu từ để làm nổi bật, ngôn ngữ cô đọng, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Bài thơ nói về cuộc sống trên trái đất khi mới có loài người và sự thay đổi của trái đất từ khi có loài người, ngày một tiến bộ, ngày một văn minh hơn. Hai, trong tưởng tượng của nhà thơ, thế giới đã biến đổi ra sao khi trẻ con ra đời? Trong tưởng tượng của nhà thơ, thế giới đã biến đổi khi trẻ con ra đời. Qua bài thơ ta cảm nhận được cuộc sống ở trên trái đất khi loài người lúc bấy giờ chỉ toàn là trẻ con. Khi đó mọi thứ đều đang ở trong giai đoạn phôi thai, trẻ và sự sống chỉ mới bắt đầu. Khi đó mọi thứ còn rất hoang sơ và trần trụi. Và tất nhiên cũng không có màu xanh, không có dáng cây ngọn cỏ. Rồi loài người dần dần tiến bộ văn minh hơn. Đó cũng chính là khi ánh mặt trời soi rọi khắp nơi trên trái đất và mang lại cuộc sống cho muôn loài. Khi này, loài người đã đông hơn và trẻ em được nuôi dưỡng để lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ từ lời ru tuổi ấu thơ. Còn có mẹ, có bố, có gia đình và ngày càng phát triển. Chính sự chăm sóc ấy đã làm cho trẻ con, trẻ em biết ngoan, biết nghĩ, biết mở rộng hiểu biết và khám phá thế giới xung quanh. Ba, món quà tình cảm nào mà theo nhà thơ chỉ có mẹ mới đem đến được cho trẻ? Món quà mà tình cảm mà theo nhà thơ chỉ có người mẹ mới đem đến được cho trẻ đó là sự chăm sóc, yêu thương trẻ thơ để em bé có được một môi trường phát triển tốt, là tình yêu, lời ru, sự bế bồng chăm sóc. 4. Bà đã kể cho trẻ nghe những câu chuyện gì, hãy nêu những điều bà muốn gửi gắm trong những câu chuyện đó. Bà đã kể cho trẻ nghe những câu chuyện cổ, chuyện con cóc nàng tiên, chuyện cô tắm ở hiền, chuyện Lý Thông ở ác. Đó là những câu chuyện mà bà kể đến suốt đời cũng không bao giờ hết được. Những điều mà bà muốn gửi gắm qua những câu chuyện cổ, từ ngày xưa, ngày xa, đó là bà muốn giúp cho bé thơ hiểu biết hơn về lịch sử cội nguồn, hướng đến cách sống ở hiền gặp lành, sống chân thành, tốt bụng, hướng ước mơ và khát vọng cao đẹp trong cuộc sống của nhân dân. Những câu chuyện đó sẽ in sâu trong tâm trí các em, quyết định hình thành cảm xúc và lòng nhân ái của trẻ sau này. Năm, theo cách nhìn của nhà thơ, điều bố dành cho trẻ có gì khác so với điều bà và mẹ dành cho trẻ? Theo cách nhìn của nhà thơ, điều bố dành cho trẻ có sự khác biệt so với điều bà và mẹ dành cho trẻ là khi
khi loài người dần dần tiến bộ văn minh hơn, đó cũng chính là khi ánh mặt trời soi rọi khắp nơi trên trái đất và mang lại cuộc sống cho muôn loài. Khi này, loài người đã đông hơn, trẻ em được nuôi dưỡng để lớn lên bằng tình yêu của mẹ, từ lời ru tuổi ấu thơ. Còn cần biết nghĩ, biết quen, biết mở rộng hiểu biết và khám phá thế giới xung quanh bằng sự dạy dỗ của bố. Bố dạy con rộng và là mặt bể, dài là con đường đi, núi màu xanh và trái đất hình tròn. Sáu, trong khổ thơ cuối, em thấy hình ảnh trường lớp và thầy giáo hiện lên như thế nào? Trong khổ thơ cuối, hình ảnh trường lớp và thầy giáo hiện lên như một minh chứng cuộc sống ngày nay, một phát triển và đi lên. Khi đó có tiếng nói, có chữ viết, có nền giáo dục và khi đó con người được học hành và gần hơn với văn minh. Đó là việc biết mở trường dạy trẻ em, học biết đào tạo và dạy dỗ trẻ em. Khi nãy, thế giới được thay đổi hơn bằng việc có lớp, bàn, trường, cái ghế. Đó là những cái biểu tượng của sự thay đổi kỳ diệu của cuộc sống này. Trong sự phát triển ấy đã làm cho con người ta văn minh hơn. Bảy, nhan đề truyện cổ tích về loài người gợi cho em suy nghĩ gì? Nhan đề truyện cổ tích về loài người gợi lên cho em những cái suy nghĩ. Đây là một câu chuyện lý giải được cuộc sống trên trái đất từ xưa đến nay. Tám, câu chuyện về nguồn gốc loài người qua bài lời bài thơ của tác giả Xuân Quỳnh có gì khác so với những cái câu chuyện về nguồn gốc loài người mà em đã biết, sự khác biệt ấy có ý nghĩa như thế nào? Câu chuyện về nguồn gốc của loài người qua thơ của tác giả Xuân Quỳnh có sự khác biệt với những cái câu chuyện về nguồn gốc của loài người mà em biết, đó là cuộc sống của con người trên trái đất khi loài người mới xuất hiện, sau này khi loài người ngày càng tiến bộ và văn minh hơn thì cuộc sống cũng có những cái thay đổi. Một vấn đề tưởng chừng như phức tạp và khó khăn nhưng qua tài năng Xuân Quỳnh đã trở thành một bài học dễ hiểu. Bài thơ có một cái thông điệp sâu sắc được truyền tải chính là hay chăm sóc và yêu thương trẻ em. Để em bé có được một tuổi thơ tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Tiếp theo, viết kết nối với đọc, viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, thể hiện cảm xúc của em về một đoạn thơ mà em yêu thích trong bài thơ truyện cổ tích về loài người. Truyện cổ tích về loài người không chỉ đơn giản là kể câu chuyện về lịch sử loài người qua các giai đoạn khác nhau. Qua đó, người ta còn muốn nhắn nhủ một điều rằng hãy chăm sóc, yêu thương trẻ thơ, để em bé có được một môi trường phát triển tốt, nhưng còn cần cho trẻ tình yêu và lời ru. Cho nên, mẹ sinh ra để bế bồng, chăm sóc đó là khi cuộc sống ngày nay một phát triển và đi lên. Khi đó có tiếng nói, có chữ viết, có nền giáo dục, và khi đó con người được học hành và gần hơn với văn minh.
đó là việc biết mở trường dạy trẻ em, học biết đào tạo và dạy dỗ trẻ em. Khi đó, thế giới được thay đổi hơn bằng việc có lớp, có bàn, trường, cái ghế. Đó là những cái biểu tượng của sự thay đổi kỳ diệu của cuộc sống này. Trong sự phát triển ấy đã làm cho con người ta văn minh hơn. Mắt trẻ con sáng lắm nhưng chưa thấy gì đâu. Mặt trời mới nhô cao cho trẻ con nhìn rõ. Màu xanh bắt đầu màu cỏ, màu xanh bắt đầu cây. Cây cao bằng gang tay, từ đó ta có thể cảm nhận được một tấm lòng yêu trẻ được thể hiện trong bài thơ. Từ câu chuyện cổ tích về loài người, ta thấy được trẻ em sinh ra trong tình yêu và lời ru ầu ơ. Được chăm sóc, được bế bọc, được học tập. Phải với một cái trái tim nhân hậu Xuân Quỳnh mới viết được những vần thơ như thế. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 cùng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.